Thưa quý vị, ý thức được vai trò tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và hội người cao tuổi xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đã thường xuyên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất tinh thần, phát huy vai trò trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống người cao tuổi, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2023. Lễ chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi đã trở thành thông lệ hàng năm vào ngày truyền thống người cao tuổi tại xã Hòa Châu. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống kính lão trọng thọ của dân tộc, lòng tôn kính, sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Năm nay, toàn xã Hòa Châu có 264 người cao tuổi được nhận quà chúc thọ của thành phố, địa phương. Trong không khí đầm ấm, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm, chúc thọ và gửi lời chúc sức khỏe tới cụ Lê Thị Nhiên, năm nay tròn 103 tuổi. Mong muốn cụ luôn sống vui, sống khỏe, động viên con cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Nhà nước với là địa phương rất quan tâm, hàng năm đều tánh thăm, rồi đến khi có nhiều lúc hàng tháng bà con ở địa phương có thể mấy nhà hảo tâm họ có thể tới họ giúp đỡ, thì đó là chú cũng rất, thứ nhất là rất cảm ơn nhà nước và tất cả các ban ngành ở địa phương đã hỗ trợ và giúp đỡ cho bà để bà sống còn ngà rồi thì còn vui vẻ và tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng quan tâm. Phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao chí sáng, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được người cao tuổi tích cực tham gia như hiến kế, hiến công, nêu gương trong lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Về chú trọng thì hàng năm thì có một đợt là khám sức khỏe định kỳ và lập theo sổ theo dõi là phối hợp với lại chỗ trạm y tế xã. Và đặc biệt là trong cái tháng 6 thì cái ngày truyền thống thì tổ chức lễ chúc thọ cũng như là trong cái tháng 10 thì cái tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam thì cũng đến thăm và tặng quà cho những cái hộ người cao tuổi mà đặc biệt là khó khăn. Còn và là lập thường xuyên là rà soát và lập các chế độ hỗ trợ xã hội cho người cao tuổi theo quy định của nhà nước. Bởi vì người già, như Bác Hồ nói đó, người già mỗi ba người nó có một cái vai trò nhất định. Thì người cao tuổi thì có vai trò là gương mẫu mẫu mực để cho con cháu noi theo. Cho nên mọi năm thì xã cũng phát huy vai trò người cao tuổi để giữ tuổi cao gương sáng, để mà động viên cho con cháu thế hệ sau noi theo mình học tập. Và nói chung xã hội tốt đẹp hơn thì người cao tuổi cũng phải là mẫu mực cho con cháu noi theo. Ngày nay người cao tuổi có vai trò rất quan trọng trong lưu giữ và truyền lại những tinh hoa văn hóa của dân tộc cho con cháu. Trước hết ở trong mỗi gia đình, dòng họ. Đồng thời là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và giữ gìn thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh, văn minh.